Van cốt trên là 55 này. 55 này. Rồi, bắt đầu keo này này. Đây đấy, đây đấy. Rồi, con heo này thì 69 70 này, cho 70 đây. Đấy, 70 này. Xuống chút là 70 này. 70 con này. Ngay cái cục to này này. Heo này 75 này. Đấy. Heo này 75 này. Cao từ đây lên là 45 này. Độ dài của cây. Cây thì 1m2, 1m1, 1m17. 1m17 phân. Từ đây ra là 1m. Từ đây ra 1m. Đây đoạn nhà trên này là đoạn đây thì có lỗi chút này. Cây thì rất là tươi này. Lỗ một chút này, có một chút lỗ ghé nhé. Lỗ ghé này, cây thì quá tươi luôn. Vừa mới cắt, vừa mới xịt xử lý xong. Tươi. Sau này thì hai chi. Sau này hai chi. Chiếc này thì có hai chân rất là đẹp. Đây hai chân của nó này, hai chân rễ này. Còn đây là tay rồi, cành rồi. Đây là cành này. Dưới này rễ này. Cỏ lắc rất là đẹp.